Chiều ngày 28 tháng 12 năm 2022, tại Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên và tặng quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng dự chương trình còn có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm. Sau khi nghe Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo kết quả nổi bật về công tác chăm lo lợi ích đoàn viên người lao động năm 2022, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động của các cấp công đoàn trong tỉnh. Thay mặt đoàn công tác của Trung ương, Đại tướng Tô Lâm đã gửi lời chúc toàn thể đoàn viên, công nhân lao động tỉnh nhà đón năm mới vui tươi, hạnh phúc. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các thành viên trong đoàn đã tặng 150 phần quà, trong đó có 50 phần quà của Bộ Công an và 100 phần quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ngoài ra, Đại tướng Tô Lâm cũng đã tặng quà cho Ban chấp hành Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh.